I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe, yeah. I'm trying to realize, it's alright to not be fine on your own. Can you come through?
nói với tất cả các bạn được rằng rồi. Hôm nay có thể là buổi cuối cùng chúng ta còn được đoàn tụ với nhau như thế này. Không. Và điều đó đồng nghĩa việc rằng chúng ta có thể không còn một buổi nào nữa. Vì từ sau kỳ hè này chúng ta sẽ còn chia ra tách lớp để hoàn thành môn của ta. Mỗi người sẽ tản đi một nơi. Các bạn sẽ không còn được gặp nhau nữa, dù rằng sẽ chia tay chia cánh. Hy vọng sau kỳ học này, sau một tầm tuổi nào đó, chúng ta có thể gặp lại nhau. Cái ngày mà địt mẹ của bạn sẽ làm thằng quét rác hay là làm tổng giám đốc thì địt mẹ tôi cũng xin các bạn làm ơn đừng né mặt nhau. Có mấy sủa thế thôi, chứ nó còn 27 tuổi mà gặp nhau. Ở chỗ này đéo đến, cấu với khẳng định luôn. Vừa mất bùi ý kìa. Come half of a hole. Without you, I've got no hand to hold. Without you, I feel torn like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad soul.